Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Đảng Kỳ Ba. Trong series chuỗi gồm 7 bài tập liên tiếp giúp cho những bạn mà mong muốn có một cái thân hình thon gọn hơn, muốn giảm cân và đặc biệt những bạn ấy đang mắc những vấn đề liên quan đến đau đầu gối thì có thể thực hiện bài tập này một cách đơn giản tại nhà và bất cứ khi nào các bạn mong muốn. Thì cái thực trạng liên quan đầu gối bây giờ nó xảy ra rất là nhiều và càng ngày càng nhiều người bị đau khớp gối nhiều hơn. Thì nguyên nhân có thể hình thành do nhiều yếu tố, nhưng một yếu tố rất là chung cơ bản nhất đó chính là việc chúng ta duy trì một cân nặng nó vượt qua giới hạn của bản thân. Chúng ta có, mỗi người sinh ra đều có cái cân nặng, gọi là cân nặng lý tưởng trong mỗi thời điểm, mỗi thời gian và độ tuổi nhất định. Thì khi mà chúng ta duy trì một cân nặng mà nó vượt qua, nó thừa nhiều hơn quá thì cái áp lực lên các đầu khớp của bạn bị ảnh hưởng rất là nhiều và các bạn thường sẽ bị đau cổ vai gáy, đau thắt lưng. Đặc biệt hai vị trí đau cổ và đau thắt lưng thì nó rất là dễ phục hồi, tại vì cái sức nặng nó chịu ở bên trên nó sẽ ít đi và khả năng phục hồi rất là cao hơn. Nhưng ở đầu gối thì luôn luôn nó phải vận hành hàng ngày để chịu tải sức nặng của chúng ta. Chính vì thế mà cái khớp gối nó phục hồi rất là khó. Thì vậy để mà phục hồi nó, cách đơn giản nhất là các bạn giảm trọng lượng đi để cho nó có thể không phải làm việc nhiều hơn nữa, thì có thể duy trì cái chế độ ăn uống của mình cộng với tập luyện. Thì trong buổi tập ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ từng bài tập thì bạn áp dụng tại nhà hoặc là tại cơ quan của mình để giúp cho mình tăng cường các nhóm cơ, cơ đùi, cơ bụng cũng như là giảm cái trọng lượng của mình đi để hỗ trợ phục hồi cho khớp gối của bạn tốt hơn. Thì chúng ta đi vào buổi tập ngày hôm nay thì hãy nhớ chúng ta cần có một những dụng cụ cơ bản sau, đó là chiếc thảm của mình cộng gạch tập yoga và dây tập yoga. Có thể hai thiết bị gạch dây có thể là hơi khó các bạn, các bạn có thể bổ sung sau thì mình sẽ giới thiệu trong quá trình tập để làm sao hỗ trợ chúng ta tập luyện nhiều hơn. Và giờ có hai dụng cụ này thì chắc chắn hiệu quả sẽ cao hơn rất là nhiều. Và bây giờ các bạn ngồi lên chiếc thảm của mình để chúng ta bắt đầu buổi tập ngày hôm nay. Chúng ta ngồi co hai chân, có thể cái đầu gối các bạn yếu các bạn sẽ bị bênh lên, không sao cả nhé, cứ để tự nó bênh lên không sao cả. Bắt đầu hít vào, tay đang giữ bàn chân đẩy lên trên, thở ra giữ dài lên gập người xuống. Các bạn gập theo khả năng, hãy cảm nhận đầu gối của mình, nếu nó căng nó tức thì chúng ta dừng ở vị trí đấy. Hít vào nâng lên, hai tay đỡ sửa đùi, tư thế con thuyền, nâng gót chân lên cao hơn gối, buông tay, thở ra chúng ta co chân này trở về tư thế góc cố định và gập người xuống. Tuy độ dẻo mỗi bạn, chúng ta thì gập sâu nhiều hơn. Hít vào lặp lại tư thế con thuyền. Nếu cơ đùi của bạn khỏe hơn, bạn có thể duỗi thẳng chân. Và mỗi ngày chúng ta sẽ duỗi dài chân, thẳng chân một chút để tăng cường nhóm cơ đùi của mình. Thở ra co chân thế góc cố định. Tiếp tục lặp lại, chúng ta sẽ lặp lại trong 6 vòng. Hít vào, co chân, nâng gót chân lên. Thở, co chân này. Hít vào, co chân, nâng lên thế con thuyền. Thở ra, co chân này, gập người xuống. À, hai vòng nữa. Hít vào, nâng gót chân lên. À, các vòng cuối các bạn cố gắng duỗi chân nhiều hơn hoặc duỗi thẳng chân càng tốt. Thở, co chân. Vòng cuối. Hít vào. À, vòng cuối duỗi chân lên. Thở ra, co chân. Rồi chúng ta dừng lại. Hít thở sâu vài hơi. Hay để ý, một số bạn có thể ngồi trong tư thế này rất là khó chịu. Các bạn sẽ bị bênh cao gối lên như này thì không sao cả nhé. Các bạn ưu tiên phần lưng cho mình, đó là phần lưng vẫn giữ thẳng. Còn đầu gối bên cao thì bạn có thể ngừng như vậy. Thì nguyên nhân do đầu gối bên cao là do mặt cơ đùi của bạn nó rất là cứng, nó đã yếu rồi nó còn cứng nữa, nên nó làm kéo đầu gối chúng ta bên cao lên, làm giảm sự linh hoạt của sự vận động của đầu gối đi. Thì các bạn có thể tập thêm các bài tập liên quan kéo giãn phần cơ đùi để bổ sung hơn. Rồi động tác thứ hai đó là thế kế bằng. Động tác này sẽ được tăng cường săn chắc nhóm cơ đùi và cơ bụng cùng cả cánh tay của bạn nữa. Hãy quan sát cách thực hiện động tác đầu tiên. Hai bàn chân song song, cách rộng một bàn tay gần như là hai đùi mình sẽ song song với nhau.
hai tay chống về sau đo nhé, chúng ta dùng tay đo này. Sát vào mông, lùi lại một gang tay, ngón út sát mép thảm. Cách thực hiện: hít đầy một hơi đẩy ngược lên để thật căng, đẩy thật căng, sau đó mới nâng mông lên, chúng ta đẩy thật cao, siết toàn bộ cơ đùi cơ bụng lại, tôi gập sát đầu lại để tăng cường được cơ bụng hơn, chứ đừng ngửa đầu nhé. Ngửa đầu cũng được nhưng mà trong buổi tập hôm nay chúng ta gập đầu lại hiệu quả sẽ cao hơn. Và hạ xuống, thở ra. Chúng ta lại có thể sử dụng thêm một biến thể hỗ trợ, đó là cái dây của mình. Nếu với cái dây chúng ta còn qua chân, độ rộng của dây làm sao đảm bảo cái khoảng cách giữa hai đầu gối chúng ta ấy, nó vẫn song song với nhau này. Và để ý chưa, chúng ta căng sợi dây ra nó vẫn song song, nhưng có một sự khác biệt cơ bản, đó là nếu mà chúng ta dùng dây thì chúng ta sẽ lúc mà đẩy lên ấy, chúng ta sẽ đẩy đầu gối ra bên ngoài, còn nếu không dùng dây chúng ta sẽ ép vào, hoặc là chúng ta dùng dây không dùng dây nhưng chúng ta dùng gạch thì chúng ta cũng ép vào. Đấy, ép chặt vào. Còn bây giờ mình sẽ mô tả cách đầu tiên, đó là cách dùng dây. Với dùng dây thì các bạn sẽ không hít đầy hơi và đẩy lên như bình thường, nhưng các bạn đẩy căng sợi dây lên ngoài, bạn sẽ cảm thấy lực của mình khỏe hơn rất là nhiều lần, thậm chí khỏe hơn 20-30% thôi. Và hạ xuống, thở ra. Còn dùng gạch thì sao nhỉ? Dùng gạch thì chúng ta ép đầu gối vào trong, dùng gạch hoặc không dùng gạch thì chúng ta đều ép đầu gối vào trong. Thì sự khác biệt nó sẽ tác động vào nhóm cơ đùi trong hoặc cơ đùi ngoài. Đẩy cao. Các bạn tự chọn nhé. Và bây giờ mình sẽ hô để chúng ta cần chuẩn bị. Nào, chuẩn bị cho mình dây hoặc gạch đi ạ. Chuẩn bị 6 vòng. Hít vào đẩy mình lên, nâng mông lên, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao. Hạ xuống, thở ra. Lần 2. Hít vào đẩy mình lên, nâng mông lên, hạ xuống, thở. Lần 3. Hít vào đẩy mình lên, nâng mông, hạ xuống, thở. Lần 4. Hít vào, nâng lên, là đẩy căng, đẩy cao, đẩy cao, hạ xuống, thở. Lưu ý chúng ta không ngửa đầu nhé, chúng ta gập sát đầu lại, cầm chặt sát ngực. Hít vào đẩy ngược lên, lần 5. Đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, đẩy căng, hạ xuống, thở. Và lần cuối cùng, hít vào đẩy ngược lên, nâng cao mông, hạ xuống thôi. Chúng ta thả lỏng cánh tay của mình. Thông thường thì nói là tập cơ đùi và cơ bụng, nhưng mà đôi khi các bạn thấy mỏi tay nhiều hơn, đặc biệt những bạn nữ, tại vì đôi khi cái cánh tay mình yếu thì nó sẽ bị tê và nó mỏi hơn trước các vị trí khác thôi. Nhưng tác động của động tác đó là tập trung vào cơ đùi và cơ bụng, và đặc biệt nó hạn chế được cái trọng lượng quá lớn, nó tập trung, nó đè nén vào đầu gối so với các động tác hay là các bài tập liên quan đến nhảy aerobic hoặc các bài tập liên quan gym mà phải vận động ở cái rung chấn rung ba step thì nó sẽ không phù hợp với những cái bạn mà bị đầu gối. Rồi chúng ta đi tiếp vào tổ hợp tiếp theo, đó là thì tấm ván. Con rắn là chó giữ mình. Cánh tay của các bạn chống vuông góc với sàn, bắp đùi cũng vậy. Thực hiện là nhịp hô nhé. Tách đều ngón tay, khoảng cách giữa hai bàn tay rộng bằng vai. Bắt đầu. Hít vào nâng lên thì tầm ván. Siết cơ đùi gồng cơ bụng này. Thở ra chúng ta hạ võng lưng từ đỉnh con rắn. Đẩy ngược về phía trước. Hít vào rồi lại nâng lên, thật ra nhấn vai xuống tư thế chó dưới mình, đẩy căng tay, hai bàn chân hãy song song với nhau. Lần 2, hít vào tấm ván, thở ra hạ võng lưng đẩy người về trước. Hít vào rồi lại thở ra tư thế cho dưới mình. Tiếp tục hít vào tấm ván lần 3. Thở hạ vóc lưng đẩy ngược về trước. Hít vào gập bàn. Thở ra nhấn vai xuống. Lần 4. Hít vào tấm ván
hờ, hà vong lưng, đẩy người về trước. Hít vào một lần này, siết cơ bụng. Chúng ta nhấn vai xuống thì cho dưới mình. Lần thứ 5, hít vào tư thế tấm ván. Thở ra, hà vong lưng, đẩy lồng ngực về trước. Hít vào một lần này, chúng ta nhấn vai xuống. Lần cuối, lần thứ 6, hít vào tấm ván. Thở, hà vong lưng xuống, đẩy mình về trước. Hít vào một lần này, thở ra, nhấn vai xuống. Hà hai người xuống, chúng ta hít thở sâu vài hơi. Các bạn có thể ngồi xuống tư thế đứa bé để hít thở sâu. Lưu ý trong tư thế tổ hợp vừa rồi, khi mà chúng ta di chuyển thì tấm ván chúng ta phải siết cơ đùi và cơ bụng lại, được chưa? Và khi chuyển từ thế chó, thế con rắn ấy, sang thế chó xuất bình, chúng ta phải gồng cơ bụng lại để tăng cường những cái tác dụng của động tác nhiều hơn. Ví dụ các bạn gặp lại, các bạn siết lại cơ bụng lại, siết cơ bụng, chúng ta nâng cao mông lên, vẫn tiếp tục siết bụng. Sau khi nào mông cao hơn vai thì chúng ta mới nhấn vai xuống nha. Tất nhiên thì các bạn thả lỏng người ra, các bạn đẩy lên vẫn được, tại vì cấu trúc cơ cái động tác vẫn tương đối nhẹ. Nhưng mà chúng ta muốn tập trung vào cơ bụng nhiều hơn thì chúng ta phải siết nhiều hơn thôi, được chưa? Tiếp theo thứ tư, đó là thở thế châu chấu. Động tác này tương đối tốn sức, nhưng cái động càng tốn sức thì nghĩa là càng đốt nhiều mỡ. Chúng ta nằm xuống, nằm úp với hai chân chủ sát lại, hai tay quay ngải ở dưới trán, ngón tay chạm vào khuỷu tay của nhau. Chúng ta thực hiện trong 6 lần và cố gắng thực hiện theo nhịp hô nhé, và để thật căng, để cái số lượng nó cũng không quá nhiều. Chuẩn bị, có chân chạm nhau, bắt đầu hít vào, ném thở, nâng tay và nâng chân lên, đẩy cao nhìn về trước, đẩy cao cửa tay nhìn về trước, hạ xuống thở ra, hít thở sâu. Lập bành, hít vào, hít đầy, nén hờ lưng lên, nhìn về trước, nhìn về trước, tập trung để cao chân, cả tay nữa, hạ xuống hờ. Các bạn hít thở sâu vài hơi, cái động tác này tương đối là đốt nhiều calo và làm cho chúng ta rất là mệt. Lần thứ ba, bắt đầu, hít vào, nâng lên, để cao, nhìn về trước, hạ xuống, thở, hít thở sâu. Lần 4, hít vào, nâng lên, nhìn về trước, hạ xuống, thở, nào hãy hít thở sâu. Lần thứ 5, hít vào, nâng lên, cả tay cả chân, cố gắng nhìn về trước, hạ xuống, thở ra. Và lần cuối cùng, hít vào, nâng lên, đẩy cao cả tay, tay chạm chán, hạ xuống, thôi, hay buông dọc tay, buông tay dọc cơ thể, nghiêng đầu sang một bên và hít thở sâu. Các bạn cứ nằm nguyên trong lúc nghỉ ngơi. Các bạn thấy nào? Chỉ 6 lần thôi đúng không? Chúng ta thấy tim mình đập nhanh hơn lên rất là nhiều mà rất là uế hơi. Thì cái động tác này mình khuyên các bạn nên tập thường xuyên nhiều hơn. Ngoài tác dụng là nó đốt cháy rất nhiều cái lượng năng lượng calo và đốt mỡ, thì nó còn tác động là giúp cho củng cố cái thắt lưng của các bạn rất là tốt, và cả nhóm cơ đùi nữa của mình. Thông thường những người mà bị đau khớp gối thì họ cũng đau luôn cả thắt lưng. Đó là hai cái vấn đề mà chúng ta thường gặp. Thì cùng động tác sẽ giải quyết được cả hai vấn đề. Tất nhiên nếu mà các bạn thực hiện mà cảm thấy rất là đuối hơi và một nghĩa là mình không thở được ấy, thì các bạn có thể giảm cường độ đi. Nhưng lời khuyên của mình hãy tăng thêm theo thời gian, có thể hôm nay là 6 lần, ngày mai
là 7 lần và tăng tiến tăng tiến. Cái bài tập liên tục tiến lên thì lúc ấy cơ các bạn sẽ khỏe hơn. Rồi mời các bạn ngồi dậy. Thì đấy cuối cùng, thì đấy thứ 5. Đó là tư thế cái cầu. Chúng ta co hai chân lại. Có chân gần đúng không? Có chân gần đúng không? Hai bàn chân song song với nhau. Hai tay vươn về sau. Lòng bàn tay ngửa lên trên. Cách thực hiện tương tự như thế cái bàn. Đó là chúng ta hít đầy một hơi rồi đẩy cao phần mông lên. Tác dụng động tác ngoài việc vào cơ bụng, nó còn củng cố cơ đùi của bạn rất là nhiều, làm săn chắc cơ đùi và hỗ trợ cho khớp gối. Hay nhớ nhé, cơ đùi càng khỏe thì khớp gối càng được phục hồi nhiều hơn. Hít vào, nén thở, đẩy cao mông lên, hơi ép gối vào trong, hơi ép gối vào trong, hà xuống, thở ra. Lần hai, hít vào, nén thở, đẩy lên, đẩy cao, ép gối vào trong, hà xuống, thở. Lần ba, hít vào, nén thở, nâng lên, đẩy cao lên, đẩy cao lên, hà xuống, thở. Lần 4, hít vào, nén thở, đẩy cao, đẩy cao, đẩy cao, hà xuống, thở ra. Lần thứ 5, hít vào, nén thở đẩy lên, hà xuống, thở ra. Lần 6, lần cuối, hít vào, nén thở đẩy lên, hà xuống, thở. Rồi hai tay chúng ta ôm lấy gối, thả lỏng vùng thắt lưng, hãy nhắm hai mắt lại và hít thở chậm, hít thở chậm. Các bạn giữ thẳng chân và nằm thư giãn, hai chân dang rộng ra hẳn ngoài hàm. Hãy cứ nằm thư giãn. Trong lúc nằm thư giãn thì Kim Ba sẽ chia sẻ cho các bạn một số các cái lưu ý để cho chúng ta có thể hỗ trợ cái vấn đề của mình nó tốt hơn. Hãy cứ nằm xuống, hãy để ý là hầu hết các cái video của mình hướng dẫn thì cái phần cuối mình luôn nhắc nhở và cố gắng muốn chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn cứ nằm dưới, cứ nằm, cứ nằm nghỉ và lắng nghe. Thì trong buổi sau thì mình hy vọng là các bạn có thể chuẩn bị cho mình thêm sợi dây và cái gạch thì mình sẽ tận dụng tối đa được cái quá trình tập luyện được nhiều hơn để hỗ trợ cho phần gối của mình. Mình đã bị vấn đề liên quan đến gối rồi, do vậy mình cần có cái sự công cụ để đi kèm để tăng cường cho cái vấn đề. Thì nếu chúng ta tập bo, tập không cũng được, nhưng mà hiệu quả thì nó có cùng công tập, nhưng nếu có dụng cụ chúng ta tăng được cái hiệu quả lên rất là nhiều. Thì với cái phần gối của mình, ngoài tác dụng là tập luyện các buổi tập thì các bạn duy trì liên tục thì bài tập của mình sẽ dùng seri gồm 7 cái bài liên tiếp và các bạn lặp đi lặp lại để tăng cường sức khỏe của mình. Ngoài ra thì để giảm cân thì các bạn nên cắt giảm bớt cái lượng calo chúng ta hàng ngày cần ăn đi. Một cái phương pháp giảm cân đơn giản nhất đó là cứ hàng ngày mình ăn cái gì ấy, mình đã ăn cái gì, mình định ăn cái gì thì mình chỉ cần giảm đi 1/3 hoặc 1/4 cái khẩu phần ăn mà mình đang có. Ví dụ như mà mình định uống cốc cà phê buổi sáng thì đơn giản mình chỉ cần uống khoảng tầm 3/4 cái cốc ấy thôi, cắt giảm chỉ cần thế thôi thì mặc định là các bạn đã giảm cân rồi. Và việc giảm cân thông thường mà như vậy thì nó sẽ rất là hiệu quả, nó làm cho bạn không được quan tâm bạn ăn cái gì, bạn vẫn ăn như bình thường, nhưng bạn chỉ cần giảm đi cho mình 1/4 cái khẩu phần ăn chúng ta đang ăn hàng ngày thôi thì nó sẽ hiệu quả và tăng lên rất là nhiều. Và cứ giảm một cân thì chúng ta cần giảm 7.000 calo, và một cốc cà phê của các bạn đôi khi nó rất là tầm khoảng tầm hơn 100 hoặc là 200 calo. Nếu các bạn mà cho thêm kem sữa vào buổi sáng nữa thì rồi nó nhiều calo lắm ạ. Và lúc đấy chúng ta thường các bạn nghĩ là cứ cắt giảm tinh bột, ăn ít cơm đi giảm cân thì rất là khó. Thì đấy là cái cơ bản nhất mà chúng ta trong hành trình để phục hồi cái gối của mình cũng như làm cho mình thon gọn hơn. Thì cơ bản nhất đó là cách giảm khẩu phần ăn hàng ngày. Còn chi tiết hơn thì các bạn có thể là tìm hiểu trong các bài viết của mình về chế độ ăn cụ thể như nào trong các trang blog, website kimba.com hoặc trang fanpage hoặc trang YouTube của mình. Và hy vọng buổi tập ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn một phần nào đó. Nếu các bạn quan tâm cũng như ủng hộ Kim Ba thì hãy đăng ký và follow kênh YouTube của mình, đó là kênh Đặng Kim Ba Official. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các
clip tiếp theo. Xin chào.